Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa một cái bo đuôi nóng của Mitsu. À, Mitsu thì bạn gửi vô cho mình sửa thì bạn nói là nó không chạy máy nén, không làm gì cả. À, chỉ có cái quạt độc lạnh chạy xong chút xíu thì nó sẽ ngưng, nó không chạy. Như vậy thì cái việc đầu tiên của mấy bạn cần hỏi là nó hư cái gì. Nó hư cái gì trước cái đã, rồi chúng ta mới tính tiếp được, đúng không các bạn? Thì đầu tiên là các bạn, khi mà các bạn sửa chữa một cái bo mạch á, thì các bạn cần cái đầu tiên là các bạn phải phải biết, ví dụ như là họ đem tới cho chúng ta một cái bo mạch như vậy nè đó, họ đem tới cho chúng ta một cái bo mạch như vậy nè, thì làm sao mà các bạn biết được là nó xảy với cái bo đầu loại nào? Cái đơn giản là khách hàng họ mang tới cái bo nè, họ mang tới cái bo, thì các bạn có biết lấy cái bo nào thử không, lấy cái bo đầu nào thử không? Cái vấn đề này á là chỉ có cái người mà người ta từng sửa bo bo mạch, người ta mới biết là cái bo này nó sẽ ứng với cái bo nào. Mitsu thì rất nhiều dòng bo đầu, rất nhiều dòng bo đầu, nó không đơn giản là chỉ một cái loại bo đầu đâu, nó rất nhiều loại cái bo đầu. À, tuy nhiên để thử được nó thì bạn cần phải phải biết là cái bo đầu nó ứng với cái loại nào. Thì có nhiều cách lắm, có nhiều cách để bạn biết cái bo đầu loại nào, nên bạn có thể là hỏi khách hàng là nó xài cái bo loại nào, chụp cho mình cái bo đó xem như thế nào, hay không. Còn cái việc thứ hai là các bạn hỏi, các bạn có những cái tài liệu liên quan gì nói về cái bo đầu, thì các bạn lấy cái bo đầu ra các bạn gắn cho các bạn thử. Đây là cái hai hai cái khía cạnh chúng ta cần phải phải nói khi mà chúng ta sửa bo mạch. Không phải là đơn giản mà các bạn cầm cái bo lên rồi các bạn thử, rồi khách hàng gửi cái bo tới nè, nó không chạy nè, các bạn thử đi, các bạn phải kiếm được cái đồ thử. Thì đó, đây qua cái video khi mà mình quay á, thì mình có một cái bo đầu, cái loại của nó đây, cái loại bo đầu này thì các bạn sẽ gắn tương ứng cho nó để các bạn thử nè. Để các bạn ngó xúc cái sợi dây để mình gắn cái sợi dây lại. Ok, chờ mình xíu mình gắn vào đầu nè. Chờ mình xíu ha, mình gắn cái này lại chút xíu nha. À, cái đầu này bạn đó làm nó lỏng quá ha. Rồi, bạn phải biết cái bo đầu loại nào ha. Đây, cái bo đầu thì các bạn mua một cái bo đầu loại này thì nó sẽ chung cho những cái bo Mitsu Electric, thì các bạn có thể thử thử được cho nhau các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kết nối lại với nhau, rồi chúng ta sẽ thử xem hiện tượng nó sẽ hư như thế nào ha. Ok, đầu tiên thì hai cái dây này trên cái bo nè, thì các bạn thấy khi họ gỡ chúng ta thì biết là đây là cái dây cho cuộn seal, là cái cuộn đồng đó các bạn. À, cái cuộn đồng thì cái cuộn đồng thì cũng có rất nhiều loại cuộn đồng, các bạn có thể là sử dụng những cái cuộn đồng khác nhau, chứ không phải nhất thiết là phải chính xác. Đây các bạn ha, khi các bạn thử thì các bạn có thể là cái cuộn seal các bạn gắn vô, các bạn thử ha, gắn vô thử. Tuy nhiên đối với cái bo này thì chúng ta sẽ có một cái cuộn seal, mình hay lấy cái cuộn seal của cái bo máy giặt, mình làm ra hai cái chạm như vậy nè đó, thì các bạn thử, mình hay nói là nó là seal đa năng. Thật ra mình làm cái kẹp cá sấu gì để mình thử cho nó tiện nè đó. Tại vì sao, khi mà các bạn lật cái bo lên, cái mà lật cái bo xuống á, bạn lật bo lên bo xuống thì cái dây này nó dài nè, các bạn sẽ dễ thử. Đối với Mitsu thì các bạn sẽ thấy nó dễ thử không? Đây các bạn thấy không? Còn nếu như mà bạn gắn cái dây này, khi bạn lật lên lật xuống vậy thì nó sẽ vướng theo cục đồng, nó sẽ kéo theo, vậy là rất là khó thử, cho nên các bạn sẽ gắn cái cục seal. Thì vấn đề của cảm biến á, vấn đề của cảm biến thì đây, có rất nhiều bạn hỏi mình đó là cái con cảm biến của Mitsu là bao nhiêu ký, Mitsu bao nhiêu ký, cảm biến này bao nhiêu ký, cảm biến kia bao nhiêu ký. Thì mình nói thiệt luôn, thì các bạn có thể lên mạng cái Google, các bạn có thể search ra. Ví dụ như mình nói cái vấn đề là mình rất là nhiều công việc, mình bận rộn, nhiều khi mình đang chạy đường các bạn hỏi mình con Mitsu này, con cảm biến này bao nhiêu ký. Đối với học trò của mình á, đối với mình nói là các bạn nghe nè, đối với học trò của mình thì nó không bao giờ nó hỏi Mitsu cảm biến bao nhiêu ký á, tại vì mình có một cái nhóm gọi là nhóm Zalo nội bộ. Cái nhóm Zalo nội bộ thì các bạn thấy là mọi cái vấn đề mà thí dụ như là trong cái nhóm này các bạn thấy không, đây những cái gì hỏi là các bạn đã bàn bạc trong nhóm Zalo nội bộ hết rồi. Hay là cái nhóm Zalo nội bộ của mình nó kinh khủng lắm các bạn, nó từng phút là nó lên những cái bạn hỏi. Mình có rất nhiều nhóm Zalo nội bộ các bạn, nhóm Zalo nội bộ các bạn thấy không đó, mỗi nhóm Zalo nội bộ nó sẽ có chức năng riêng của từng nhóm đó, các bạn thấy không, nhóm 561 các bạn thấy không, nó rất nhiều. Và các bạn nhớ là cái nhóm Zalo này là cái nhóm là hoạt động sống 100%, chứ không phải nhóm những cái nhóm Zalo nội bộ chết một số nơi. Tức là nhóm Zalo nội bộ chết có nghĩa là gì, người ta cũng làm ra cái nhóm Zalo nội bộ giống như của mình, nhưng mà cái nhóm Zalo nội bộ của người ta nó không có hoạt động, nó không hoạt động, không hoạt động có nghĩa là nhắn vô thì không có ai trả lời, hỏi không ai trả lời, cũng không ai hướng dẫn hết, gọi là nhóm Zalo nội bộ chết ha các bạn nha. Các bạn phải lưu ý, chứ không phải là nhóm Zalo nào cũng vậy ha. Rồi ok, vậy chúng ta xong ha. Như vậy chúng ta nói về cảm biến và nhiêu ký. Thứ hai là khi mà các bạn gặp khó khăn nữa, các bạn gặp khó khăn thì mình hay nói với mấy bạn, khi mà các bạn gặp khó khăn thì các bạn phải nhờ tới thầy, đúng không? Thì thầy sẽ hướng dẫn. Thí dụ như chúng ta có gì Mitsu, chúng ta có Mitsu đây, chúng mình Mitsu đây, các bạn nhìn cho kỹ nha. Đối với bộ Mitsu, chẳng hạn trên cái điện thoại của mình á, là nó rất là nhiều tài liệu. Thí dụ như Mitsu, chúng ta sẽ vô cái Mitsu nè, đây các bạn xem Mitsu, mình sẽ tạm thời tắt cái đèn đi cho các bạn đỡ chói nó ha. Mitsu
Thì các bạn vô phần Mitsu thì các bạn thấy là đây là Mitsu hàng thùng electric nè. Đấy các bạn, khi mà các bạn xem một cái hình nè. Khi các bạn xem một cái hình thì các bạn sẽ thấy là thông số của nó ha. Đây. Đây các bạn nhìn cho kỹ nha. Thì trên cái bo này nè, nó có thông số hết trơn nè. Và nhìn cho kỹ nha, mình sẽ phóng lớn lên, các bạn sẽ thấy là cảm biến bao nhiêu ký chỗ nào nè, các bạn nhìn cho kỹ nè. Đây. Các bạn thấy chưa? Đây các bạn thấy không? Thấy chưa? Đây. Cảm biến đầu máy nén, cảm biến dàn ống nè, bao nhiêu ký, bao nhiêu vol, đo bao nhiêu có chứ, là các bạn thấy không? Đó, nó có hết nè, thông số trên cái các bạn nó cũng có luôn. Ở đây cái là mình muốn nói các bạn là gì các bạn? Mình muốn giúp đỡ cho học trò thì cái trước tiên mình phải là người khai phá. Mình phải là người khai phá, mình phải giúp cho học trò, các bạn thấy không? Đây là thông số trên cái mạch là các bạn thấy con IC nè. Đấy, mình phải là người khai phá mình mới giúp đỡ cho học trò được, chứ còn khi không mà chúng ta muốn nó giúp đỡ cho học trò mà chúng ta chả có một cái công lao gì để chúng ta tìm thông số mạch hay này kia, làm sao chúng ta giúp được học trò. Cái này là cái rất cực kỳ quan trọng. Những cái bạn mà đi học siêu bo mà mới về á thì làm gì có một số tài liệu lớn để mà nghiên cứu, để mà sửa máy. Khi mà các bạn gặp sự cố khó khăn hư hỏng thì các bạn sẽ liên hệ với nhóm Zalo nội bộ hoặc liên hệ với thầy để thầy sẽ hỗ trợ mấy bạn những cái vấn đề này. Ví dụ như nổi cái con cảm biến bao nhiêu ký mà các bạn còn không biết nữa thì các bạn kêu các bạn thử sửa máy, các bạn sửa cái kiểu gì. Đây là cái sự thật mà chúng ta muốn nói lên. Bạn phải biết cảm biến nhiêu ký bạn thử thì chúng ta mới sửa được cái máy. Còn không biết thử, chút nữa chúng ta sẽ thí dụ một cái vấn đề cảm biến các bạn xem nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cấp điện bo đầu và bo đuôi vô ha. Trong quá trình cấp điện bo đầu bo đuôi, chúng ta nói là bạn nào muốn có nhu cầu học sửa bo mạch có thể liên hệ với thầy đến số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của này là 0931157788 nha. Bạn nào có nhu cầu học sửa bo mạch có thể liên hệ với thầy. Theo ngoài sau đó chúng ta học tại 861 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chỉ dạy trực tiếp, không dạy Zalo, online, Facebook, không bán mình, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án nha. Chúng chỉ dạy trực tiếp cho học viên tới thôi các bạn nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn cái quạt dàn lạnh vô ha các bạn ha. Rồi, ok, do cái đuôi nóng chúng ta là quạt AC cho nên chúng ta không gắn quạt đuôi nóng ha. Rồi chúng ta sẽ xem cái banh bệnh của nó, rồi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa. Đầu tiên là chúng ta sẽ cấp nguồn, do cái bo này nó không có relay cho nên nó sẽ cấp nguồn trực tiếp, bo đầu bo đuôi đều được cả ha các bạn. Rồi 1 2 3 chúng ta cũng gắn vô đúng theo thứ tự 1 2 3. Các bạn gắn lộn thì nó sẽ không có kết nối được ha. Rồi ok, đen là 1 nè, đen 1, đỏ 2. Đó, đen 1, trắng 2, đỏ 3 ha các bạn nha. Ok chưa? Rồi, tiếp tục ha. Về bo đuôi chúng ta cũng gắn rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở máy ha. Ở đây thì cái đời Mitsu này thì nó tương đối nó dễ chịu lắm, các bạn có thể dùng cái lốc sáp và sáp tem xanh cũng được ha. Học trò của mình thì nó biết sáp tem xanh là sáp tem tím ha. Ở đây chúng ta test có một số loại lốc thôi, tem xanh, tem tím ha, lốc tô, lốc 121 ha. Chúng ta chỉ có 4 cái loại lốc thông dụng để chúng ta sửa máy thôi. Và có một cái loại lốc mà nó rất hay nữa là lốc đa năng, thì nó sẽ thử được rất nhiều loại bo mạch khác nhau, đúng không? Tuy nhiên nó thử rồi mang tính chất chạy thôi chứ chính xác thì chưa nha. Rồi ok, sau quá trình mà chúng ta tiến hành, chúng ta kết nối vào đầu bo đuôi lại nè, đó xong xuôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở máy chúng ta thử nha. Rồi ok, mở nguồn. Cái những cái bạn mà mới vô nghề á, trước khi mà bạn lắp như vậy á thì các bạn cần phải làm ơn các bạn kiểm tra đo chạm chập. Thí dụ nha, thí dụ một cái bo này các bạn đo chạm chập bằng cách nào? Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lật cái bo lại nè, mở cái nắp ra. Đây, mở cái nắp ra. Đây là một cái bo zin cho nên là những cái miếng mút tụi mình thấy nó rất là ok. Đây các bạn ha, rất ok ha. Bo zin và có ở trên đây có mã lỗi cho đây các bạn ha. Mã lỗi chút nữa mình sẽ nói về mã lỗi nó nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nè. Nếu như bạn muốn đo chạm chập cho một cái bo này thì rất đơn giản. Bạn chỉ cần mở một cái đồng hồ, hoặc là bạn có đồng hồ kim, hoặc là bạn có đồng hồ số, bạn có đồng hồ nào cũng được. Tuy nhiên thử chính xác thì cần đồng hồ cao cấp. Còn nếu như bạn đo chạm chập thì bạn đơn giản thì bạn chỉ thân mở thằng nhân 1 cho mình, chấp hai que lại nhau, phải không? Cho nó lên kim. Xong các bạn đo gì? B nè, bạn thấy chữ N không? Thấy N. N đo với U nè, V nè, W, và để thằng 1 kg, 11 kg cũng được nè. UV đúp nè. Nếu như mà bạn thấy nó lên thẳng kim luôn thì nó đang chập. Đây là một cách gọi là kiểm tra sơ đẳng của những người thợ sửa bo, các bạn thấy không? Nè, bạn để nha. Đây là một lai với chân trừ của Y-Sơn Sức nè, đo với U nè, V nè. Đúng không? V nè, đúng chưa? W nè, đó các bạn thấy không? Đây, đó. Nếu như nó như vậy, ok bằng nhau. Còn nếu như mà nó lên thẳng kim luôn các bạn, nếu như nó lên thẳng kim luôn là nó chết nha các bạn. Cái này rất đơn giản, bạn nào cũng có thể biết được, đúng không? Rồi một chân vô cực cộng nè, đúng không? Chữ B, chữ B không? Thì các bạn cũng đo U nè, V nè, W nè, bạn thấy không? Cái chiều lên này là lên của con đi ốt nha, chứ không phải chập. Nếu như chập nó lên vậy nè các bạn, chập nó lên vậy nè, đó, chập nó lên vậy nè. Còn cái lên của chúng ta là lên của con đi ốt. Rồi chúng ta tiếp tục với đứng cầu diode. Cầu diode thì trên bo này chúng ta có hai cái cầu diode. Một cái cầu diode là cấp cho gì? Con IGBT có chức năng là nhiệm vụ của khối PAM. Còn với con cầu diode là cấp cho IC công suất. Mình nói hơi nhanh nha, tại vì các bạn biết sao video nó dài. Nếu như mình mà nói chậm, mình giải thích chậm nữa. Nếu như bạn muốn nghe kỹ nó thì các bạn nên nghe lại, các bạn nghe đi một lần hai lần, các bạn nghe cho nó kịp.
Tại vì mình nói cái bo mình sửa nhanh mà các bạn mình phải sửa nhanh, chứ là một cái bo sửa thì trung bình các bạn biết là sửa mà một cái lúc mà cái bo nó không chạy lên cái bo chạy thì nó sẽ tốn thời gian rất là lâu. Cho nên mình muốn đưa cho học trò mình sửa thì các bạn biết là học trò mình nó sửa rất là lâu, cho nên mình muốn sửa cho nó nhanh để mình quay một cái video cho nó nhanh. Theo một số phản hồi của mấy bạn là một cái video thầy nên là rút ngắn cái thời gian mà diễn giải và sửa chữa cho người ta dễ coi, thì mình nói rất là nhanh. Cho nên là nếu như bạn nào mà nghe không kịp thì có thể nghe đi nghe lại nha, cái cách mình đo đạc, cái cách mình kiểm tra. Rồi đối với cầu diode thì cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần chọt một que vô chân AC. Cầu diode chúng ta có tổng cộng là 4 cái chân. Đây chúng ta sẽ diễn giải cho các bạn xem cái tờ giấy này của học viên bạn đó vẽ cái mạch cho thầy. Nhưng mà thôi kệ, mượn tạm đi ha. Chút nữa nói nó sao, đúng không? Của Hằng Ngọc á. Rồi, như cái cầu diode của chúng ta có tổng cộng, các bạn thấy thường con cầu diode của chúng ta sẽ có là 4 chân các bạn ha, 4 chân. Đúng rồi, chúng ta có 2 chân là AC. Chúng ta có 2 chân là AC. Đây là 2 chân AC. Và đây là chân cộng với là chân trừ. Thì các bạn nên nhớ chiếc chân cộng nó thưa hơn hai những cái chân này các bạn ha. Ok. Rồi như vậy thì các bạn khi mà các bạn đo thì các bạn chọc một que vô chân AC. Nhớ nha, thầy kêu sửa các bạn sửa qua mạch, cho những cái học trò thầy sửa qua mạch đó, thì các bạn phải nhớ là chọc một que vô AC. Que đo cộng nó trừ, một chân que còn lại vô AC cũng đo cộng nó trừ. Thì tương tự nè, các bạn thấy là đây con cầu diode nè bạn ha. Nếu như mình muốn vẽ ra thì mình sẽ vẽ ra cũng cho các bạn xem cũng được. Đây con cầu diode đây các bạn thấy không? Thấy không ạ? Đây hai chân AC nè, hai chân AC nè. Đúng chưa? Đây chân cộng nè, đây chân trừ nè. Đó. Nó rất rõ ràng. Diễn giải nó cũng rất rõ ràng các bạn ha. Rồi một chân vô nè, chân AC đối với cộng nè, đối với trừ nè, đúng chưa các bạn? Đối với cộng, đối với trừ, các bạn thấy không? Đây trừ đây các bạn, thấy không? Các bạn chặt cho mình để thang nhân một lại nha. Ok. Rồi, tại vì cái thang mình chỉnh ra thang nhân một mà mình chỉnh lên kia mà mình chỉnh qua thang gì 1 ký nữa sẽ lên rất là nhiều. Rồi một chân vô AC nè các bạn, đối với cộng nè, được chưa? Thấy chưa? Nếu như nó lên thẳng luôn là nó bị chập nha. Nè, nó lên thẳng luôn nó bị chập nha các bạn. Rồi, chân cộng nè, chân trừ nè. Ok chưa? Rồi, đối một chân AC thứ hai nè, cũng cộng nè. Cộng nè, trừ nè. Các bạn thấy không? Nếu như mà nó lên thẳng luôn là nó chập, còn nếu như mà nó lên mà nó lên một có một cái khoảng đó là lên của con diode, còn nếu như bạn chắc chắn thì bạn sẽ đổi que. Đó, thì nó sẽ không lên luôn, các bạn thấy không? Thấy không các bạn? Nè, lên một chiều con diode rõ ràng nè. Đó, các bạn thấy không? Đổi ngược que nó không lên nè. Đó. Còn nếu như mà bạn nghi ngờ nó mà bạn đổi chiều hai chiều luôn, bạn đổi qua đổi lại mà nó vẫn lên kim thẳng luôn. Vậy là chắc chắn con diode này, cầu diode này nó chạm rồi. Bạn mà gắn vô thì chỉ có nước là trôi mạng thôi. Nhưng mà học trò ở đây thì nó cũng có cách làm hết nè, nó sẽ không bao giờ mà bị hư được. Tại vì giống dĩ là nó có một cái gọi là cái bảng test bo. Cái bảng test bo nó như thế này nè các bạn. Mình nói rất là nhanh, mong các bạn xem là các bạn nếu như các bạn nào muốn ghi chép thì ghi ha, chứ không thôi thì mình giảng rất là nhanh. Một cái kiến thức mình nói trong vòng mấy phút thì nó cực kỳ nhanh ha. Rồi chúng ta xem nè, đây là cái bảng test bo, thì nó bao gồm có hai dây điện gọi là L và N cấp vô bảng test bo. Thì bạn nào cũng biết, học ở đây thì bạn nào cũng biết cái bảng này hết đó bạn. Đây thì nó sẽ qua một cái bóng đèn rồi nó mới cấp vô một cái bo mạch các bạn. Rồi nó mới cấp vô một cái bo mạch đó, cấp vô mạch. Nếu như đây là cái bo này các bạn, đây là cái bo. Nếu cấp vô cái bo mạch mà con cầu diode nó chạm thì cái đèn này sẽ sáng lên, thế thôi các bạn ha, rất đơn giản. Một số nơi kêu là cái này gọi là hệ thống chống chạm tải, mình nói cái này không có gì gọi là hệ thống cả, cái này chỉ đơn giản là một cái mà mấy bạn hay bên làm cơ, mấy bạn làm motor hay quấn motor, họ làm cái này từ lâu rồi. Họ gì, đây là cái motor nè bạn, họ kẹp một dây vô những cái cuộn đồng bên trong, còn một dây họ rà trên cái vỏ xem có bóng đèn nó sáng không. Nếu gì rà trên cái vỏ mà nó sáng lên thì cái cuộn đồng này nó chạm cái vỏ, chạm với cái thân của cái motor, như vậy motor này đụng vô nó giật, thế thôi ha, đơn giản lắm các bạn, đừng có suy nghĩ phức tạp quá vấn đề ha. Đây là của những cái bạn mà người ta làm cơ. Thấy một ngày nọ mình thấy họ làm gì cũng khá hay, cho mình áp dụng vô, mình làm vô cái bo mạch thì nó cũng khá là hữu dụng ha các bạn. Rồi ok, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cấp điện cho cái bo này. Đây, cấp điện cho cái bo. Chúng ta sẽ xem banh bệnh của nó xem như thế nào nha. Đầu tiên thì các bạn cần có một cái đồng hồ bấm giờ. Ok, chúng ta sẽ bấm giờ. Chúng ta sẽ về vị trí là 0 ha. Rồi ok chưa? Vị trí là 0. Chúng ta thử xem nha. Rồi, bao nhiêu phút nó báo lỗi và báo lỗi gì. Chúng ta chờ xem nha. Rồi, đầu tiên chúng ta mở nguồn nè, tắt quá tải đi ha. Rồi, tắt cái quá tải đi, mở nguồn. Mở nguồn thì các bạn thấy mở nguồn. Ok, đây, cái bo quạt đầu lạnh nó chạy các bạn. Chúng ta bấm giờ nè các bạn, bấm giờ. Xem bao nhiêu phút nó báo lỗi ha. Rồi chúng ta sẽ xem coi lỗi nó lỗi gì, chúng ta sẽ khắc phục như thế nào. Chúng ta chờ xíu. Đó, bạn nào có nhu cầu sửa bo mạch thì có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của thầy là 093 115 7788 nha các bạn nha. Ok. Chúng ta đang kết nối bo đầu lạnh với bo body nóng lại, chúng ta đang thử nha các bạn. Rồi chúng ta chờ xem.
kết quả như thế nào, các bạn chờ xíu. Thời gian cũng thông thường thì ít xu của các bạn thì các bạn phải chờ mấy phút, rồi các bạn kiểm tra mã lỗi. Tuy nhiên chúng ta có một cách để kiểm tra mã lỗi nhanh hơn. Chút nữa sau cái 3 phút này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chết mít xu nhanh hơn so với thông lệ vài phút để chúng ta tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên các bạn chờ chút xíu nha. Rồi như vậy chúng ta đang cho nó chạy nha các bạn, các bạn chờ một chút xíu nha, xem nó báo mã lỗi gì trước rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ hướng dẫn bạn làm nhé. Ok rồi, chúng ta chờ chút xíu ha. Trong thời gian chờ đợi, các bạn nào có nhu cầu sửa bao mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 nha, 716705. Zalo của đây là 0931157788 nha các bạn. Chúng ta học tại 861 xe 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không bán bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án nha. Chào các bạn nha, các bạn nên nhớ điều đó ha. Rồi chúng ta chờ chút xíu khoảng ha, khoảng 3 phút ha các bạn. Rồi, ok. Các bạn chờ mình chút xíu, trong thời gian chờ đợi mình cũng chép thêm cái tài liệu vô cái máy của mình các bạn ha. Bạn nào vô xem like, chia sẻ, comment ủng hộ thầy nha các bạn. Thầy dạy cho mấy bạn trên mạng không có tốn đồng các bạn nào đâu, cho nên các bạn xem thì các bạn ủng hộ thầy bằng cách like, chia sẻ, comment cho thầy biết nha. Mít xù. Rồi chúng ta chờ xíu nha, coi nó báo lỗi gì ha các bạn. Các bạn thấy không, bo đầu lạnh đóng điện xuống cho bo đuôi nóng. Tại vì cái bo đời này nó không có cái delay cho nên điện sẽ cấp trực tiếp. Chúng ta thấy là đuôi nóng nó có điện, nó có cái đèn đỏ này các bạn thấy không, nó có đèn đỏ nó báo điện nè. Rồi chúng ta chờ xem. Rồi chúng ta chờ xem, thường thường là mít xu nó sẽ cấp điện xuống cho bo đuôi nóng trong vòng khoảng mấy phút. Nếu như không có kết nối thì nó sẽ báo lỗi. Còn đối với một số mít xu mà nó có bo đầu lạnh thì nó đóng điện cái cốc xuống mà không có đua đuôi nóng, không có giao tiếp thì nó sẽ ngắt liền nha. Các bạn xem 2 phút 53 giây hay các bạn thấy không? Rồi các bạn chờ xem mã lỗi là như thế nào ha. Đây. Đây các bạn thấy không? Ngắt đuôi nóng các bạn. Bạn nghe chớp mấy nhịp nè, 1 nè, 2 3 4 5 6, 6 nhịp. Các bạn thấy không? 6 nhịp. 6 nhịp thì trong thời gian đó thì bo đầu nó chưa có đâu, bo đầu không phải một thời gian nữa thì bo đầu nó mới chớp. Như vậy các bạn thấy là 3 phút thì bo đuôi nó sẽ tự ngắt việc ra, nó chớp gì chớp 6 nhịp. Như vậy nếu như bạn lại ở nhà khách hàng mà bạn thấy bo đuôi nóng của Mitsu sau thời gian 3 phút chớp 6 nhịp thì đây là cái lỗi mất kết nối. Tại sao mà chúng ta nói lỗi mất kết nối? Nếu như các bạn xem, ở trên một cái bảng mã lỗi thì các bạn sẽ xem như thế nào ha. Tuy nhiên nếu như bạn muốn chắc chắn cái mã lỗi là đúng 100% thì bạn phải chờ cái bo đầu nó báo thêm kết quả nữa, là chúng ta phải chờ thêm 3 phút mấy nữa thì bo đầu nó sẽ báo cho chúng ta một cái mã lỗi thứ hai. Đó là vừa mã lỗi bo đầu vừa mã lỗi bo đuôi, chúng ta sẽ kết hợp nhau để chúng ta sẽ ra một cái mã lỗi chính xác, đúng không? Rồi trước tiên là chúng ta sẽ vô cái phần Mitsu trước nè. Đây cái phần Mitsu. Rồi Mitsu nó là một cái thương hiệu cũng khá là nhiều người sử dụng, đúng không? Tuy nhiên cái số thợ mà sửa Mitsu thì nó lại là ít nha các bạn. Nếu như chúng ta chịu khó mà chúng ta học sửa thì cũng rất là ok. Rồi chúng ta chờ chút xíu nha, chút xíu đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành. Rồi chúng ta được 4 phút rồi, chúng ta chờ thêm 2 phút nữa giùm mình nha. Ok, chúng ta chờ chút xíu ha. Bạn nào xem like, chia sẻ, comment, ủng hộ giùm mình nha các bạn nha. Ok. Mình mong là làm những cái video hướng dẫn cho cộng đồng anh em thợ, bạn bè cùng xem. Cho nên là bạn nào cùng xem thì nhớ ủng hộ giùm mình. Ok. Chào bạn, chào mấy bạn vô xem like chia sẻ giùm thầy nha. Rồi chúng ta chờ xíu, chúng ta chờ thêm một xíu nữa, 4 phút 40 giây ha các bạn. Chúng ta chờ thêm bo đầu nữa nha các bạn. Ráng cố gắng. Mình muốn biết một mã lỗi thì chúng ta cần cố gắng chút xíu nha. Cái này là cái những cái lỗi ở nhà khách hàng các bạn sẽ gặp và các bạn sẽ có tình huống xử lý. Các bạn có thể là nhận bo khách hàng về các bạn làm, nhưng trước tiên là khách hàng hỏi các bạn hư cái gì thì các bạn phải biết cách nói. Thí dụ như chớp cái lỗi nhầy lỗi này thì nó hư cái gì, các bạn phải biết cách nói nha, chứ không phải là cái gì cũng là nhận được đâu. Thầy cho xin mã lốc thử bo này luôn thầy. Lốc tem xanh nha, trong lốc tem xanh, lốc sáp tem xanh nha, lốc sáp tem xanh.
Rồi chào bạn Dũng Minh nha, chào mấy bạn vô xem like, like chia sẻ comment cho thầy biết nha. Rồi chúng ta chờ xíu nha, 5 phút mấy rồi các bạn ha, chúng ta chờ xíu nữa. Rồi chúng ta sẽ xem mã loại của nó. Mã cái thằng Mitsu, cái hãng Mitsu này nè các bạn, khi mà người ta sản xuất ra người ta có một cái bản mã lỗi. Đây cái bản mã lỗi đây nè các bạn. Đây cái bản mã lỗi, người ta rất là tử tế ha, người ta có một cái bản mã lỗi đấy, nó tương đối đầy đủ so với cái bo này. Một chút nữa chúng ta sẽ phân tích trên đây cho các bạn xem nha. Các bạn chờ chút xíu ha. Các bạn xem thì các bạn phải có kiên nhẫn. Đây có hình ảnh máy không thầy hả? Hình ảnh máy hả? Các bạn vô cái máy lạnh, các bạn vô cái mã, vô cái máy mà Slim á. À, chúng ta có một số mã máy đó mà. À, tuy nhiên thầy không có đau ở trên cái trên máy tính của thầy thì nó có đó, nhưng mà trên cái máy của thầy thì nó, trên cái máy tính bảng của thầy thì nó không có. Để chút xíu đây thầy lục thầy cho mấy em xem cái đó ha. Các bạn xem cái bạn chờ xíu nha. Rồi, tuy nhiên cái Mitsu thì cái mã lỗi của nó thì thầy có sẵn luôn. À, chờ xíu ha. Các bạn thấy không? Bo đầu sau 6 phút này các bạn thấy không? Sau 6 phút nó sẽ chớp này các bạn thấy không? À, các bạn thấy là chớp tắt không? À, chớp tắt này các bạn thấy không? Chớp tắt. Cái này người ta kêu là gì, là gọi là continuous đó, tức là chớp tắt một cách liên tục đó các bạn. À, có chu kỳ. Các bạn thấy không? Nó không phải là chớp 3 nhịp, không phải chớp 4 nhịp, không phải chớp 5 nhịp. Ví dụ như chớp 5 nhịp là 1 2 3 4 5 ngưng. Rồi xong rồi 1 2 4 5 ngừng, đó là gọi là chớp, rồi chớp rồi báo như mã lỗi. Nhưng mà cái này nó gọi là chớp tắt, chớp tắt, rồi blink, tiếng Anh rồi người ta kêu là blinking á, đúng không? Nhưng mà cái này các bạn thấy không, nó chớp tắt đồng thời bo đuôi chớp 6 nhịp. Thì nếu như mà chúng ta tắt đi, chúng ta sẽ xem cái bản mã lỗi nè, người ta có ghi rất rõ nè các bạn. Tại vì mình nào giờ á là mình xem á, mình ít có chịu xem cái mã lỗi của người ta một cách chi tiết. À, chứ người ta có ghi ha, có ghi. À, các bạn xem nè. Đây nè, đây là cái bản mã lỗi của nó nè, các bạn nhìn cho kỹ nha. Đây các bạn thấy nè, đây cái bản mã lỗi này người ta chia ra hai phần nè, hai phần. À, các bạn thấy hai phần không? Một phần đây là, đây nè các bạn, đây là người ta là bo in the, không, outdoor nè, outdoor unit nè, tức là cái cục này là cái cục ở bên đó, ở bên ngoài. Còn ở đây gọi là indoor unit là cái cục bên trong, đúng không các bạn? Cái cục bên trong của mình á mà nó chớp continuous nè, các bạn thấy không? Chớp nè, đó thấy không? Các bạn sẽ so hai cột với nhau nè. Đây các bạn thấy không, continuous linking nè, dạ không, là và cái bo đuôi chúng ta chớp 6 nhịp nè, thì nó sẽ tương ứng với cái hàng này. Như vậy là cái này người ta kêu là gì, tín hiệu giao tiếp bị bất thường nè, đúng không các bạn? Norman là bình thường nè, AB Norman nè, off series signal nè các bạn. Như vậy là cái này gọi là giao tiếp giữa hai bo bị bất thường, tức là bị gì, bị lỗi phần gì, bị lỗi phần giao tiếp đó, bị lỗi phần giao tiếp đó. Cho nên là khi mà các bạn nhìn cái bản mã lỗi này, các bạn đã hình dung chưa? Đó, thầy sẽ chia sẻ cái bản mã lỗi này vô trong cái nhóm Zalo nội bộ của thầy nè, cho mấy bạn sẽ nhìn thấy ha. Đó, những cái bạn Zalo trong cái nhóm cái video của thầy thì mấy bạn cũng đang xem, đúng không? Cho nên thầy sẽ chia sẻ cái này vô trong cái nhóm cho mấy bạn xem nè. Đây. Đây, cái nhóm Zalo nội bộ, các bạn có thể vô nhóm Zalo nội bộ các bạn xem. Đấy, đó có rồi, các bạn thấy không? Đây là cái bo mà chúng ta đang xem nè. Đấy, ok chưa? Rồi các bạn thấy chưa? Đây là cái nhóm Zalo nội bộ nè. À, cảm ơn thầy, không có gì đâu em. À, có hình ảnh ông thầy đây. Các bạn thấy không? Đây. Như vậy là các bạn thấy không? Đây là cái sơ đồ bo này. Cái này là chúng ta chụp ở đâu các bạn? Cái này chụp ở đây. Cho nên khi mà thầy ở đây mình sổ mỗi lần một sửa một cái máy á, mỗi lần sửa một cái máy á thì thầy đều phải gì? Đều phải chụp lại những cái sơ đồ này. Để khi mà học trò cần á, thì mình giúp đỡ họ được. Chứ còn nếu như không học trò cần mà chúng ta nói cái mã lỗi nó như thế nào, thầy không biết nữa, thầy mà không biết nữa thì sao thầy chỉ cho học trò mình được. Đó, cái này quan trọng nè. Như vậy các bạn thấy là bo đầu gì chớp một cách liên tục, các bạn thấy không? Chớp một cách liên tục đây. Bo đầu chớp liên tục nè, thấy không ạ? Bo đuôi chớp 6 nhịp, đây là kiểm tra bất thường của gì? Của bo đầu nóng. Nó kêu chúng ta là kiểm tra bo cục lạnh và kiểm tra bo inverter ở bo đuôi. Cái này thì nó kêu chúng ta kiểm tra một lúc hai bo, cái này khá vất vả. Tuy nhiên các bạn một phải đinh ninh một điều với mình rằng khi mà mình sửa bo mạch á thì mình phải có một cái bo đầu phải tốt, phải có bo đầu phải tốt thì mình mới sửa cái bo đuôi chứ, đúng không? Mình người ta đem cái bo đuôi lại mình sửa thì mình khi mà mình kết nối vậy thì mình biết chắc chắn một điều là gì các bạn, bo đuôi họ hư. Ok rồi, nếu như mà không phải học trò của thầy á, tôi nói thiệt mấy bạn luôn, không phải học trò của thầy các bạn mò sửa lâu lắm. Còn nếu như học trò của thầy á thì ok hơn, đúng không? Chúng ta sẽ xem như thế nào nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem, đầu tiên là bạn có biết rằng á là ở đây chúng ta có sơ đồ hay không. Đây là sơ đồ của nó các bạn, đây là sơ đồ của bo Mitsu.
Các bạn có thể vô những cái trang Google, các bạn có thể tìm những cái sơ đồ của bông cao su, nhưng mà tôi nói các bạn nghe được, các bạn sẽ hoàn toàn thất vọng. Tại sao? Tại sao các bạn thất vọng các bạn biết không? Tại vì trong Google không hề có sơ đồ chi tiết. Nó chỉ có sơ đồ khối cho mấy bạn thôi. Và mình thấy hình như là những cái bạn mà mua tài liệu á, các bạn cũng không bao giờ mua được những cái Mitsu. Chắc chắn luôn, tại vì Mitsu chỉ có thể là học trò mình vẽ lại hoặc là mình vẽ lại mà thôi. Các bạn thấy đây là sơ đồ của bông Mitsu các bạn thấy không? Đây là sơ đồ của bông Mitsu. Thì các bạn khi mà các bạn vẽ sơ đồ ra, mình mới nói với học trò của mình, những cái người mà những cái bậc mà sửa mạch chuyên nghiệp á, thực sự mà có tài năng á, thì người đó phải biết vẽ mạch, không thể nào chối cãi được. Nếu như người đó bị biết vẽ mạch thì cái con đường thành công của bạn đó lại lên được 50% rồi đó. Tại vì khi mà bạn đó vẽ được mạch thì mới phân tích được mạch, mà phân tích được mạch thì mới hiểu được cái cách mà cái mạch nó chạy như thế nào, từ đó chúng ta mới biết được là nó hư chỗ nào, chúng ta sửa mới nhanh chóng. Còn nếu như chúng ta sửa theo cái kiểu mà ngày xưa của những cái bạn thợ sửa gọi là sửa mò á, mà thay từ con, tôi nói các bạn nghe, trên cái mạch này thay kêu cỡ nào thì thay chừng nào cho xong, thay từ con. Đặc biệt là những cái con này là những cái con linh kiện dán không à, bạn gỡ ra bạn thay thử là bạn vất vả muôn ngàn cái khó khăn. Cho nên hầu như không bao giờ có một cái phương án được gỡ ra thay thử được như những các bạn sửa mò ngày xưa được, mà bắt buộc các bạn phải gì, phải có kiến thức và bạn mới sửa được máy. Cho nên những cái sửa như ở đây là thầy dạy cho mấy bạn là vậy, vẽ không nổi thì bạn phải chìm thôi, đó là quy luật rồi. Bạn bắt buộc bạn phải vẽ, bắt buộc bạn phải vẽ, bạn còn phải vẽ mạch, bạn phải phân tích mạch đó kìa. Chứ còn bạn không vẽ mạch được thì đó là bạn thua rồi, bạn thua từ từ dòng gửi xe rồi các bạn ha. Rồi ok, như vậy các bạn nó vẽ ra cái mạch này, các bạn thấy không, đây vẽ ra cái mạch thì đó, các bạn thấy không, không phải là một bản, đây là một bản, đây còn sức nữa nè. Và xong rồi thầy còn làm cả cái mô hình nữa nè các bạn, không thấy không, đây là cái mô hình nè, mô hình của thầy nè, mô hình thầy dạy cái bông Mitsu nè, còn thấy chưa, cái mô hình này nó đang tại chỗ nhà thầy luôn, đây số điện thoại của thầy luôn, Zalo của thầy luôn nè, các bạn thấy không, thấy rõ chưa, thấy chưa. Các bạn thì vẽ không được, bởi vì nếu như mà dạy học á, mà muốn cho học trò hiểu thì phải có mô hình, phải có sơ đồ, phải có cách đi, phải cho người ta hiểu thì người ta mới học được. Các bạn thấy đây, các bạn nhìn cái mô hình này các bạn, nhìn cái mô hình này thì các bạn sẽ hình dung, các bạn sẽ nhìn coi cái công tắc của mình là công tắc bao nhiêu, 147 công tắc, 165 công tắc, mỗi cái công tắc 5.000, thì bạn tính ra cái tiền công tắc trước đi rồi tính cái tiền mô hình. Có cái công tắc không, mỗi cái 5.000, mỗi cái 5.000, một cái công tắc là 5.000, 10 cái công tắc là bao nhiêu, 50.000, 100 cái công tắc là 500.000, ở đây là 165 công tắc. Bạn thấy cái tiền công tắc không là nó giúp bạn bao nhiêu tiền rồi. Cái công tắc thôi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại cái bài học. Như vậy thì chúng ta thấy là cái Mitsu của chúng ta thì nó gì, lỗi giao tiếp. Tuy nhiên khi mà chúng ta sửa thì cái bo đầu chúng ta tốt, mà chúng ta xác định đinh bo đầu chúng ta tốt, tại bo đầu chúng ta tuyển chọn để chúng ta sửa bo mạch mà, cho nên chắc chắn bo đầu cũng là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa bo đuôi. Thì khi mà các bạn nhìn vô cái cách sửa, chúng ta sẽ xem về cái cách sửa của chúng ta sẽ như thế nào đúng không ha. Đây là sơ đồ giao tiếp mà, thấy không, chúng ta có một cái con báo 50 hẹt và hai cái con, một con là phát đi, một con thu về. Chúng ta sẽ thử đo thử xem con phát đi con thu về. Ở đây học trò của mình nó sẽ biết được cái con phát đi là con nào, con thu về là con nào, đúng không? Tại vì lý do khi mà học ở đây thì thầy có dạy đúng không các bạn. Rồi các bạn xem nè, con phát đi là con nào, con phát đi là con BC605. Như vậy thì trong quá trình chúng ta mở điện lên thì con BC605, nếu như vi xử lý mà điều khiển nó thì nó sẽ có cái số volt ở trên chân 12. Còn cái chân 34 khi mà cái bo đầu mà nó hoạt động tốt thì chân 34 sẽ có volt con thu về, dựa theo con phát đi mà có lệnh đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử con phát đi thử xem nha. Ok, đo con phát đi chân 12 BC605. Các bạn nhìn cho kỹ nha, các bạn có thể phóng lớn cái màn hình lên các bạn xem nha. Thầy sửa không có dấu nhưng mà đôi khi các bạn coi không kịp đúng không ha. Rồi chúng ta sẽ mở đồng hồ lên chúng ta đo. Đầu tiên là bạn muốn đo sửa một cách chính xác thì cái vấn đề của bạn nằm ở đâu, nằm ở cái đồng hồ nè, nằm cái đồng hồ. Khi mà cái đồng hồ bạn thì các bạn mở qua thang volt thì bạn phải mở qua thang peak. Đây, chúng ta chờ chút xíu nha, đồng hồ nó khởi động ha, mở qua thang peak. Ok, chúng ta sẽ đo vô chân 12. Ok, 12 đâu bạn ha, 12 chúng ta xem nha. Chân này 1 nè 2 nè, 3 4, thì các bạn nên nhớ quay đỏ luôn luôn ở chân 1. Quay đỏ luôn luôn chân 1 rồi chúng ta bấm reset thì nó sẽ về 00. Chúng ta sẽ mở nguồn reset. Các bạn xem ở chân 12 nó có volt không, mà xem đây chân 12 các bạn,
chung 1-2. Bạn thấy không? Nó có bon hay không? Rồi. Thử xem. Đúng chưa? À, nó thì nó yếu hơn so với ông để thông thường thì cái vôn của con này ở cái thang của nó là phải gì? À, trên 1V thì nó mới ok. À, chào anh. Người thầy online. Không, mình không online đâu, mình về trực tiếp không à, mình không có dạy online đâu. Mình quay video là quay cho mấy bạn để giới thiệu phương pháp sửa chữa và dạy học thôi chứ mình không có dạy online đâu ha. Ok chưa? Rồi, các bạn xem tiếp nè. Rồi, chương 34 là con bên đây nè. 34 chương bên đây nè. Con phát đi mà không chạy, liệu rằng con 34 có chạy không? Chúng ta thử xem. Bạn thấy nó đứng im không? Đứng im. Tại vì vốn dĩ chúng ta sẽ xem lại sơ đồ chút xíu. Bạn nào thông minh chút xíu hoặc là chịu khó nhìn chút xíu thì các bạn sẽ thấy nè. Nếu như con phát đi mà không phát đi, các bạn nhìn cho kỹ nha. Nếu con phát đi không phát đi, tức là không có sáng, không có tắt, không có sáng, không tắt, thì 34 sẽ không bao giờ dẫn điện. 34 sẽ không bao giờ dẫn điện. Mà 34 mà không bao giờ dẫn điện thì điện áp trên con chân 1-2 này sẽ không bao giờ có. Như vậy vô về vi xử lý sẽ không hề có biến động. À, chúng ta hiểu câu chuyện chưa? Nếu như chúng ta ngồi chúng ta nghe chút xíu thì chúng ta sẽ hiểu là câu chuyện. Cái chân 34 mà có biến động thì trước tiên bạn phải hợp lại chân 1-2 trước. À, tức là vi xử lý sẽ điều khiển con Q601 này dẫn điện ngưng để chân 1-2 này phát sáng. Khi chân 1-2 này phát sáng thì 34 nó sẽ dẫn điện. Như vậy thì điện áp sẽ dẫn từ chân 4 qua chân gì? Chân 4 qua chân gì? Chân 3 đi về gì? À, chân gì? Chân 1 và chân 2. Như vậy con này, con led này sẽ sáng. Khi con led này nó sáng lên thì 34 này sẽ dẫn điện. Như vậy về vi xử lý chân số 5 sẽ có sự thay đổi về vôn nếu như có xung giao tiếp. Ok. Như vậy các bạn thấy là hư hỏng nó nằm ở đâu? Nó hư hỏng nó nằm ở trên gì? À, cái chân 1-2 của con Optowan phát đi nè các bạn ha. Rồi các bạn xem, nếu như các bạn đo đạt, nếu các bạn đo đạt, mình có một cái lạ nha các bạn. Mình có một cái lạ là khi mà các bạn phát các bạn nhanh thì đã gửi cho cái bo cho mình sửa đó thì nó không có con tranh số luôn, không có tranh số luôn. À, không biết tại sao nó không có con tranh số luôn, mình phải gì, mình phải kiếm con tranh số khác mình gắn qua. Tuy nhiên để mình muốn quay cho với các bạn một cái ban bệnh thì mình sẽ đo, thì nó còn một cái con hư nữa mình còn giữ nguyên, đó là cái con đây nè các bạn. Đây các con, là các bạn nhìn xem cái con này nó nguyên si nè đó. Cho nên là các bạn thấy không, cho nên bây giờ là chúng ta sẽ đo cho bạn xem con này ở trên cái mạch thì nó là 470 ohm. Chúng ta đo thử xem nè, đây mà đo thử xem đó, điện trở R606 các bạn thấy không, đây R606 này các bạn còn thấy rõ chưa, đây là con điện trở R606 nè, rất rõ ràng luôn nè các bạn, R606 trên cái sơ đồ của nó là nó 470 ohm. Nhưng mà khi mà các bạn đo, khi mà các bạn phát đem lại đó thì nó mất luôn cái con ốp đó qua cái con transistor này nè, không biết là tại sao luôn các bạn. Nhưng mà bạn phát đem lại thì thầy sửa giùm, thầy sửa thôi các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem nè, thì các bạn khi mà các bạn sửa máy thì các bạn có những cái cuốn gọi là cuốn điện trở dán á, thì chúng ta mua thì nó sẽ có như vậy nè, thì các bạn chỉ việc xài thôi chứ không có gì gọi là khó khăn cả. Thì khi mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ lấy một con ra chúng ta thay, chúng ta thay đúng chưa, khi chúng ta thay xong rồi chúng ta sẽ đo lại cho bạn xem. Không phức tạp thế thì không có gì phức tạp cả, học sửa bo thì không có gì gọi là khó khăn, nó chỉ cần chúng ta siêng năng là được, đúng không ha. Mình dạy từ các bạn từ gì, từ có thể là chỉ cần biết điện tử cơ, không cần biết điện tử cơ bản luôn mình vẫn dạy được mà các bạn chỉ, nhưng các bạn phải biết điện gia dụng thì mình mới dạy nha. Có một số bạn hỏi thầy có dạy điện, có dạy luôn từ lúc không quyết định gia dụng không, thầy không có dạy đâu, dạy cái đó vất vả lắm, tại vì không biết điện gia dụng vô đụng điện mình không biết được, cho nên là mình không có dạy từ những cái bạn mà không biết điện gia dụng, phải dạy từ những bạn biết điện gia dụng đã rồi tính tiếp. Rồi ok, đây là cái con điện trở 470 ohm mình vừa lấy trên đây ra nè các bạn. Các bạn đừng, khi mà các bạn đo á, các bạn đo con điện trở gì nè, các bạn đừng có đo, các bạn phải gắn vô cái một cái điểm nào đó trên cái mạch thì các bạn hãy đo. Tại vì khi mà các bạn chích hai que nè, chích hai que vô nè các bạn, thì dù cái con điện trở bay mất tiêu. À, thông tin học và thời gian á, em nhắn tin vô Zalo thầy đi, nhắn tin vô Zalo thầy á, Zalo của thầy nè 0093 0931157788. Ở đây thầy cũng có ghi số Zalo nè, đây nè 093 nè 1157788 nè, thấy không các bạn. Không thì trên cái sơ đồ này cũng có nè, đây trên cái mô hình thầy cũng có nè, đây nè, đây cái mô hình thầy rồi nè, cái mô hình của thầy nè, đây số Zalo nè, đây Zalo nè 0931157788 nè, thấy không, ok chưa. Đó, các bạn xem like cũng thấy hay thì like chia sẻ comment cho thầy biết nha. Thầy còn làm nhiều cái video, mong sao mà giúp đỡ cho các bạn làm cơ ngày càng đỡ vất vả đi ha. Đây là thầy, bây giờ thầy thay thử cái con, thầy thay cho bạn cái con điện trở. Khi mà đo, các bạn nên nhớ nha, chúng ta không bao giờ gỡ một cái con linh kiện gì ra khỏi mạch khi con đó không hư.
Giờ các bạn thấy không, thầy luôn luôn là quay những cái video, mà thật hữu ích, chứ không phải là cầm cái bo mạch ra giả bộ chỉ dễ dễ đâu, không thể không có đâu. Thầy mong là làm một cái video là phải thật sự có gì, có một kiến thức nhất định, tức là sửa là nó phải chạy rồi xong rồi mới dạy người ta được, chứ không phải là cứ cầm một cái bo mạch lên chỉ dễ dễ chỉ nói qua nói lại xong rồi kêu người ta học, không có đâu. Thầy là không có chuyện đó. Phải gì, phải dễ đâu, phải phải sửa đàng hoàng cho người ta. Đây các bạn, bạn muốn nấu chè ngon thì bạn phải đi học những cái người có thật sự có nấu chè, phải không? Chứ không phải là bạn muốn nấu chè ngon rồi bạn sẽ có một cái ai đó mà nói quảng cáo nấu chè mà cái người đó chưa bao giờ nấu chè, mà các bạn đi các bạn học thì các bạn bị gạt thì đúng rồi đó. Các bạn học sửa bo mạch thì các bạn phải tới những cái người người ta sửa bo mạch đó, thì các bạn học thì nó mới ok chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hàng cái con điện trở này xuống nè các bạn. Cái con điện trở chúng ta nó hơi lớn các bạn ha, nó hơi lớn nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể hàng được ha. Con điện trở này nó lớn, cái này không phải là không, cái này 0603 thì đúng hơn là con cũng là 0805, tuy nhiên chúng ta về hàng vẫn được. Cái con này 0603 thì có đúng hơn các bạn, của mình là 0805 ha. Không, là cái mã của con cái hình dáng của cái con điện trở dáng ấy, cái gì đó. Chúng ta hàng nghiêng nó qua dễ cho nó ăn cái điểm ha các bạn. Rồi chúng ta đo lại thử xem nha, đo lại xem có 470 ohm chưa nè. Đây chưa, ok chưa, 470 ohm. Như vậy khi chào bạn chúng này, ok xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nè các bạn. Mà khi một cái bo mixu á mà nó có giao tiếp á, nó cũng dễ nhìn lắm nha các bạn. Các bạn xem nè, các bạn xem chú ý cái đèn đỏ nè, chú ý cái đèn đỏ mình nha. Nè các bạn xem chú ý cái đèn đỏ nè. Nếu như một cái bo mixu mà nó có giao tiếp á, các bạn cũng thật sự các bạn cũng dễ nhìn. Khi chúng ta bật nguồn lên thì các bạn thấy là nó sẽ gì, nó sẽ nhấp nháy nè, đây nó sẽ nhấp nháy nè, các bạn thấy nó nhấp nháy không? Đó, chứ nó không phải, nó không khó khăn gì đâu. Khi mà các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy nó nhấp nháy. Đó, nhấp nháy. Rồi chúng ta sẽ chờ gì mấy phút nữa thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ chạy máy nén lên các bạn ha. Đấy. Bạn nào có nhu cầu học sửa bo mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716705. Zalo của thầy là 0931 15 7788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không bán bệnh bệnh, không bán giáo trình, không bán giáo án thì không bán tài liệu nha các bạn nha. Chỉ dạy bạn nào mà có hữu duyên thì cứ vô đây mà học thôi, chứ còn không có dạy online trên mọi nền tảng nha các bạn nha. Và không bán tài liệu giáo trình giáo án gì nha. Nếu như bạn nào mà có ở ngoài mà có những cái mà người ta kêu là bán giáo trình của thầy Tiến, đó là những cái tài liệu gì mang tính chất gì trộm cắp mà thôi, hoặc là lén lút bán, chứ thầy không bao giờ mà bán những cái đó ha các bạn ha. Các bạn muốn học sửa bo mạch thật sự thì các bạn phải tới đây học. Cái tiền các bạn học nó chỉ là một phần, nhưng mà cái nhóm Zalo nội bộ nó mới quan trọng. Cái nhóm Zalo nội bộ nó làm gì? Nó sẽ giúp bạn khi mà bạn gặp khó khăn. Ví dụ bạn cầm một cái bo về nó hư vậy đó, bạn muốn hỏi ai? Bạn chưa có hỏi thầy được đâu, bạn phải hỏi nhóm Zalo nội bộ. Thì nhóm Zalo nội bộ nó sẽ hướng dẫn cho bạn trước. Bạn làm như thế nào, đó, đúng không? Ở trong nhóm Zalo nội bộ chúng ta có những cái bạn làm ở trạm bảo hành Daikin, có những bạn làm ở trạm bảo hành Bana, có những bạn làm ở trạm bảo hành Toshiba, có những bạn làm ở trạm bảo hành của Media, rất nhiều bạn làm trạm bảo hành. Cho nên hầu như là tất cả các mã lỗi và ban bệnh thì trong nhóm chúng ta những cái bạn đó giải quyết hết cho các bạn. Chừng khi nào mà các bạn bí bá lắm thì các bạn mới tới ông thầy, chứ còn ông thầy ổng gì, ổng chỉ đạo trong đó hết rồi, đúng không ạ ha. Rồi chúng ta chờ xem là sau một khoảng thời gian thì xem nó chạy không. Đúng rồi, ok, chúng ta chờ một xíu. Tuy nhiên ở trên cái bo mixu chúng ta đó các bạn, nó có một cái thiết kế, đó là bạn nhấn cái nút này thì nó sẽ chạy ngay cái bo đuôi, không cần phải chờ mấy phút nữa, bạn nhấn vô thì chúng ta sẽ chờ xem nó chạy ha các bạn. Đó. Đối với một cái bo mà có delay thì bạn nhấn gì sẽ nghe cái cốc, còn nếu như bo không có delay thì bạn nghe sẽ bo đuôi. Rồi cái lốc nó chạy lên này các bạn. Như vậy thì chúng ta sửa xong một cái bo rồi, các bạn thấy không, lốc chạy lên và không báo lỗi nữa. Chúng ta hình dung một cách sửa không? Sửa là phải có thầy, phải có bạn hỗ trợ giúp đỡ mình, chứ không phải là chúng ta học một cái chỗ sửa bo mạch mà về rồi thầy trò đứt đoạn. Nhóm Zalo nội bộ thì là nhóm chết, thì có bạn tồi mạng rồi, không ai giúp bạn được cái vấn đề đó đâu. Các bạn gọi, bởi vậy mình có đăng cái nhóm cái Facebook của mình, các bạn hay gặp những con IC, thí dụ IC nổ nguồn cái bùm, để con IC nguồn đó số mấy các bạn không biết,
hỏi thầy không trả lời, Zalo nội bộ thì không ai ở chổng hết. Thì như vậy các bạn tôi rồi, cái khi bạn học sử mạch về cái đó là chết rồi, thua. Cho nên các bạn cần phải lưu ý và cẩn trọng những cái nơi mà các bạn học, đừng có tốn 10 triệu, 15 triệu mua những cái giáo trình online. Những cái đó nó mà hình thức kìa các bạn, nó không có giúp được cho bạn nhiều đâu. Nó chỉ giới thiệu cho bạn những cái chung thôi, chứ còn chi tiết để bạn sửa một cái bo mạch thì các bạn cần phải nhiều thứ hơn. Ok, vậy chúng ta sửa xong một cái bo máy lạnh Mitsu. Các bạn thấy có những cái gì mà thắc mắc thì các bạn có thể hỏi và comment cho thầy. Đây mình mở lại các bạn xem nha. Đây là cái nút nè, cái nút này. Thì nếu như các bạn học trò của mình á, thì nó sẽ biết cái nút này là ở đâu trên cái bo mạch, đúng không? Còn nếu như không học trò của mình á thì thông cảm, các bạn chờ 3 phút. Đương nhiên rồi, cái đó là luật ha. Đây chúng ta mở nguồn lên nè. Đây là tắt rồi đó ha. Tắt đèn rồi nè, tắt đèn bắt đầu. Mở nguồn nè các bạn. Mở nguồn lên. Đây hoạt đầu ngưng rồi nè, phải không? Thấy hoạt đầu ngưng chưa? Mở lên. Hoạt đầu không? Nó sẽ chạy đúng không? Tuy nhiên, các bạn phải chờ 3 phút. Còn nếu như học trò của mình thì nó chỉ cần gì? Nhấn lúc này, giữ chút xíu, khoảng chừng 5 giây. 1 2 3 4 5 nhả ra. Như vậy thì chờ xíu, bò đầu nó chạy tới. Thế thôi các bạn. Thấy chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Đóng cái cách rồi đó, bắt đầu chạy nè. Thấy chưa? Nhanh không? Không phải chờ 3 phút. Đây là quy tắc. Rất nhanh chưa các bạn? Còn nếu không theo chờ của mình thì phải chờ 3 phút. Đấy, như vậy chúng ta sửa xong cái bo Mitsu rồi đó. Các bạn nào mà cảm thấy hay, nhớ là chia sẻ, comment thầy nha. Nhớ nhấn nút đăng ký chuông để khi nào mà thầy like thầy sửa máy thì các bạn nhờ với bạn tôi. Mỗi một lần các bạn được một ít. Nếu như bạn xem online thì mỗi một lần biết một ít. Còn những các bạn học trò của thầy thì cũng có lại kiến thức và phát triển thêm. Ok, có vậy thôi. Chúc các bạn thành công, có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Bye bye. Ok, bye bye.